Từ đầu năm đến nay, nông dân thành phố Bạc Liêu đã xuống giống trên 900 hectare rau màu các loại, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích rau màu trên rẫy gần 800 hectare đạt 17,51%, diện tích màu xuống ruộng là trên 100 hectare đạt 32,62% so với kế hoạch. Các loại rau màu chủ yếu như hành hẹ, ngò rí lấy hạt, bầu bí và rau ăn lá các loại. Hiện nay giá rau màu tương đối ổn định, tạo động lực để nông dân tập trung vào vụ mùa mới. Tuy nhiên, tình hình thiếu nước trong sản xuất là vấn đề gây không ít khó khăn trong sản xuất cho nông dân. Bên cạnh đó, khả năng xâm nhập mặn cũng là vấn đề các xã vùng ven thường gặp phải, nhất là trong các tháng mùa khô. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo nông dân cần theo dõi diễn biến xâm nhập mặn trong quá trình sản xuất để kịp thời có biện pháp xử lý, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất.